Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ ngâm ít dâu tằm lại để làm xì dâu uống mùa hè đây. Chỗ này là hơn 1 cân một chút thôi mọi người nhé. Vì cái bình của mình nó hơi nhỏ nên mình chỉ ngâm vào này thôi. Rồi mình sẽ kiếm cái bình to ngâm thêm một chút nữa. Hôm nay mình sẽ ngâm đây. Sáng nay mình vừa đi vặt đấy. Để tay mình vặt đây mọi người nhé. Rất là ngon, tươi luôn. Giờ mình có thời gian để đi ngâm đây. Mình sẽ ngâm cùng với đường này. Đầu tiên là dâu tằm là khoảng 1 cân 2. Mình sẽ ngâm cùng với 5 lạng đường mọi người nhé. Mình có thể dùng đường trắng hoặc là đường vàng này nhé. Thì là màu dâu nó màu đỏ nhưng mà không quan trọng cái đường hoa mai hay là đường trắng ạ. Đây là cái bình ngâm. Mình lưu ý mọi người nhé là nên chọn bình ngâm bằng thủy tinh thì nó sẽ đảm bảo hơn. Tại vì mình cũng ngâm trong một thời gian. Rất đơn giản thôi cách ngâm. Mình sẽ tháo gói đường trước của mình nhé. Mình sẽ cho dâu vào trong bình này. Mình sẽ thả dâu vào trong bình đây mọi người nhé. Bình dâu đây. Tay mình rửa sạch rồi đấy. Dâu này là mình đã rửa qua nước lọc mọi người nhé. Lưu ý là mọi người nên dùng nước lọc dầu ô rửa. Nước lọc của nhà mình ạ. Để nó đảm bảo mọi người nhé. Rửa nước lã thì sợ là nước nó sẽ ngấm vào quả dâu. Rửa xong mình sẽ để ráo nước. Sau đó mình mới thả vào để ngâm ạ. Thì nó sẽ đảm bảo một chút nước dính vào quả dâu cũng sẽ không ảnh hưởng gì mọi người nhé. Mình rửa sạch rồi ạ. Dâu này thì rất là sạch luôn mọi người nhé. Mọi người lưu ý một chút này. Mình cứ giải một lớp dâu. Mình sẽ cho một lớp đường. Mình sẽ thả đường vào đây. Để đường nó ngấm nhé. Ngấm đều các quả dâu. Dâu vào. Bình này chắc ngâm chỉ được khoảng 2 cân dâu đấy. Sau đó mình lại đổ đường vào. Lượng đường nó ngấm đều mọi người nhé. Lưu ý là mình sẽ đổ cái lớp đường ở trên cùng này nhiều nhất mọi người nhé. Để dâu nó sẽ không bị hỏng. Cho dâu mình lại. Cho dâu tiếp theo vào. Rất là ngon luôn. Rồi nó sẽ ra nước rất là nhanh. Mình sẽ lắc đều cho đường nó vào ngấm đều các quả nhé. Sau đó chúng ta sẽ giải cái lớp đường ở trên cùng nhiều nhất. Còn chút đường mình sẽ đổ hết vào nhé. Đấy. Mình muốn được bình dâu ngon lành rồi. Cho mọi người cùng theo dõi. Mình sẽ tản đều cái đường đấy ra.
trên mặt quả dâu, tránh để dâu nó bị hỏng mọi người nhé. Nắp đường trên cùng mình cứ cho nhiều nhịn đường nhất đi. Ngọt các quả dâu này nhá. Này chỉ ngày mai thôi, nhà đường nó sẽ tan ra. Mình thì ngâm đường khoảng 4-5 hôm thôi mọi người nhé. Khi nào mà cái lượng đường mà mình cảm thấy cái lượng đường nó đã tan hết này, cùng với dâu này, nó ra nước ạ, thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ cắt cái quả dâu ra. Ta chỉ lấy nước thôi. Cái nước dâu nó ra cùng với đường ấy, mình sẽ cho lên đun mọi người nhé. Mình sẽ đun sôi, đun sôi một tí xong mình ta sẽ bắt ra khoảng 2-3 phút thôi. Ta chỉ đun tầm mấy đấy ạ. Chúng ta sẽ bỏ ra để nguội, sau đó bảo quản đóng chai, bảo quản ở tủ lạnh nhé. Để lâu rồi ta có thể vào bảo quản ở tủ đá. Sau mỗi lần đã uống ta có thể pha cùng với nước này, cho thêm vài viên đá. Nếu thích ăn quả dâu ấy, cùng với nước dâu chúng ta có thể để nguyên cả quả dâu vào trong lọ bảo quản trong tủ lạnh nhé. Thì đấy mình sẽ cảm nhận là ăn được cả quả dâu rất là ngon. Để thoải mái trong mùa hè luôn mọi người ạ. Dùng giải nhiệt mùa hè đây, màu nước dâu rất là đẹp. Đây là một bình dâu ngon lành rồi. Mấy hôm nữa mình sẽ quay cho mọi người kết quả của bình dâu này nhé. Rất đơn giản thôi mọi người ạ, không có gì khó, ai cũng có thể làm được. Lưu ý là mình nên chọn những quả dâu tươi ngon, không bị dập lắm, vì nước dâu nó sẽ ngon hơn ạ, đảm bảo. Nó sẽ để được lâu. Mình sẽ tầm vào này nhé. Bình này dâu có hơn 1 cân thôi, là 1 cân 2, mình mới lăn nặng được ạ. Ta sẽ lắc nặng để cho cái lượng đường nó đều. Khi thoảng chúng ta có thể nắp bình mọi người nhé, nắp để cái lượng đường này nó sẽ đều ra thì nó sẽ tan nhanh hơn. Cái dâu này sau khi chúng ta chắt, chúng ta có thể ngâm rượu mọi người nhé. Ta có thể đổ rượu vào ngâm trong vòng 1 tháng uống được ạ. Là 1 được 2 đấy ạ, vừa được nước xì dâu thơm ngon mà rất là bổ dưỡng đấy. Lại được một bình rượu ngon này ạ. Rượu dâu. Đây mình đã xong nhé. Mọi người đợi kết quả bình dâu này của mình trong vòng thời gian tiếp theo nhé. Mình sẽ quay cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.